chạy iPhone, cái chạy Android trên iPhone đầu tiên sẽ vào Android chấm y chấm hô, sau đó sẽ chọn ba gạch ngang, chọn demo ở đây thì kéo xuống chọn nét xuất đăng, sau đó bật khu phóng, sau đó vào cài đặt, chọn trở năng, vào cài đặt đầu tiên vào cài đặt chọn cài đặt chung, chọn trở năng, chọn khu phóng, bật lên và bật trước hiển thị bộ đồ, bật trước hiển thị bộ đồ hiển và bật, sau đó bật sau khu phóng lên rồi sau khi xong thì bây giờ sẽ khu phóng, đầu tiên sẽ khu dùng bấm vào đó, sau đó kéo to lên thế này, kéo theo đường ô ly máy. Xong rồi. Bây giờ mình sẽ điều chỉnh lại cái cơn, nó vừa rồi. Bây giờ sẽ để yên cái màn hình đó, bắt đầu tắt rồi. Tức là chọn nét xuất năng thì sẽ là chọn Android 7 xong không, đây là hệ điều hành. Chọn là hệ điều hành đó thì sẽ có cái hệ điều hành là Android 7.0. Android 7.0 thì sử dụng rất đơn giản. Thứ hai nữa, có thể sử dụng sẽ chọn cái đất đó. Bây giờ mình sẽ kiểm tra độ chính xác và sẽ thử là 7 cộng 7 xem có bằng đây. 7 cộng 7 cộng 10 bằng 14, sẽ cộng 7 bằng 21, cộng 7 đây bằng cộng 7 cộng 28 cộng 9 đây là 7 đây này. Thôi hệ điều hành chạy hết thời gian rồi, chúc các bạn thành công. Chạy thời gian chạy hệ điều chúc bạn thành công, nó hết thời gian rồi chúc bạn.